Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện An Chi Ngã Ý do Đam Mỹ Tưởng Truyền thực hiện, tập 12. Thích Thời An xách vali hành lý về tới nhà, vốn không xem chuyện mời rượu này có gì to tát, nhưng sau khi anh nhìn thấy email trả lời của Thẩm Đa Ý, liền hạ quyết tâm phải uống một chầu đòi bồi thường cho chính mình. Đêm ẩn nấp ngày xuất hiện, bình minh tới càng ngày càng sớm. Trước đó một ngày, dì quản gia nhận được thông báo, thế là rất sớm đã bắt đầu nhấn chuông cửa. Lúc Thích Thời An mở cửa đã ăn mặc chỉnh tề, câu đầu tiên ra khỏi miệng đã tổn thương người. Dì Lý, dì lại mập nữa rồi. Cái gì mà mập hả? Đây gọi là phúc hậu. Mấy chuyện này phải chú ý sắp xếp hết chưa? Còn mỗi lần đều có người yêu cầu như vậy. Tại sao không lót thảm trải sàn? Sao cạo râu để đầu ra ngoài? Thích Thời An bị rống tới mức gần xanh hẳn lên. Dì Lý này là kim bài mẹ anh tìm đấy thì thị trường quản lý gia đình. Trừ việc giọng nói quá to quả thật không bới ra bất kỳ tật xấu nào. Anh đi theo phía sau dì Lý tiến vào phòng ngủ, lần lượt phản kích nói, liệt kê ra không phải cần có thời gian sao? Con nói rồi, dì nhớ kỹ là được rồi. Lót thảm trải sàn rất phiền phức. Không, con không lót. Sao cào râu hay dùng để tùy ý đó là được. Đừng tiếp tục vì cái này mà la con nữa. Trời nóng rồi, dì sắp xếp áo quần lại. Áo sơ mi thì treo theo màu, âu phục ủ cho thẳng thớm. Chăn màn gối đệm đổi qua vỏ màu lam đậm để nhìn cho mát mẻ. Toàn bộ thảm trải sàn đều phải sạch sẽ, rồi thêm đất dinh dưỡng cho cây cối nữa. Nếu còn không đi nữa thì sẽ kẹt xe đó. Thích Thời An xách túi lên nhìn xung quanh một phòng. Làm những cái đó là được, ngoài ra dì cứ xem đấy mà làm, chi phí tính cùng một lượt với chi phí trong nhà luôn. Anh nói xong thì đi ra ngoài, nhận tiền liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Dì Lý ở phía sau nói, mẹ con nói còn hơn 2 tháng rồi chưa về nhà, hỏi con có phải mất trí nhớ quên mất bà ấy rồi không? Thích Thời An của cua chìa khóa xe, tỏ ý đã biết chuyện về nhà này do bận rộn nên cứ kéo dài mãi, xem ra mẹ anh buồn bực rồi. Dọc đường anh gọi điện thoại về nhà, nói chủ nhật này về nhà ở lại 2 ngày. Thích tiên sinh, chào. Chào, kiểu tóc hôm nay rất hợp với cô. Thích Thời An vừa vào tầng 30 đã nhìn thấy thư ký đóng ở cửa đón anh, liền nói một câu khen ngợi đối phương. Từ cửa tới văn phòng, thư ký đem công tác cơ bản những ngày qua tổng hợp lại. Thích tiên sinh, văn kiện đã sắp xếp xong rồi. Thư ký đứng trước bàn làm việc, vẫn theo trình tự đỏ xanh lam đen, từ mấy cái gấp tới không gấp, hôm nay ngài muốn mở hội nghị không? Thích Thời An nhìn cục nợ đầy bàn, hôm nay không hợp, lát nữa tôi phát một cái thông cáo, cô đem treo lên hệ thống. Toàn bộ công tác tích góp gần 10 ngày đặt ở trên bàn, Thích Thời An phải nhanh chóng xử lý hết, chắc hôm nay anh phải tăng ca tới rạng sáng. Trước khi đi công tác, anh đã cùng Du Chiết thương lượng chuyện thay đổi vấn đề trong giao dịch dài hạn. Anh nhanh chóng phát một bản thông cáo treo lên hệ thống, sớm cho các bộ ngành thời gian để tìm hiểu, thuận tiện cho công tác sau này. Kế hoạch dẫn lưu cho khách hàng đầu tư giao dịch dài hạn cổ phiếu. Thẩm Đa Ý ngủ đủ tinh thần sung mãn, nhìn thấy thông báo mới liền biết Thích Thời An đã về. Thế là buổi sáng cậu gặp khách hàng xong liền bắt đầu phác thảo đại cương, muốn nhanh chóng phân tích ra một bản kế hoạch. Hai người hoàn toàn không thương lượng qua với nhau, nhưng lại đồng thời cùng tăng ca. Lúc 8 giờ, hai người gặp nhau ở phòng hồ sơ. Thích Thời An quẹt thẻ vào cửa, liếc mắt nhìn thấy Thẩm Đa Ý cầm túi tài liệu. Thích tiên sinh. Thẩm Đa Ý cũng phát hiện ra rất nhanh, ngẩng đầu đặt tầm mắt vào Thích Thời An. Anh về rồi. Thích Thời An trêu kẹo nói, không phải là công ty yêu cầu em tăng ca chứ? Không phải, em tự tăng ca có chút việc vẫn chưa làm xong. Thẩm Đa Ý đã tìm xong tài liệu rồi. Thật ra vừa nãy cũng chuẩn bị trở về bộ phận tư vấn cậu hỏi thăm, có cần em giúp không? Thích Thời An trước tiên tiến tới chỗ hệ thống tìm kiếm, sau đó trực tiếp tìm tài liệu mà mình cần, nhưng chưa tìm đủ trả lời. Em cầm tài liệu mà anh cần rồi. Thẩm Đa Ý lập tức hiểu ý là về thông báo mới, vợ anh xem trước đi, anh là người quyết định sách lược. Người quyết định sách lược thích nhất là cấp dưới luôn cố gắng làm việc. Thích Thời An không nói nhưng đứng ở góc độ cấp trên tăng thêm một phần khen ngợi cho Thẩm Đa Ý. Anh cầm tài liệu đã xong, lại tiếp nhận phần tài liệu trong tay đối phương thở hỏi, bao giờ mới mời anh uống rượu vậy? Thẩm Đa Ý đã quên mất chuyện này, nhất thời có chút cuốn bách. Có chút không vui.
Không vui là bởi vì Thích Thời An còn chưa giải thích chút nào về chuyện bàn cái, còn làm dáng vẻ để ý hỏi cậu lúc nào mời khách. Cậu trả lời, tiền đều lỗ hết rồi, đợi em kiếm lại rồi sẽ mời anh. Thích Thời An hơi vui vẻ nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, bầu không khí xung quanh đều bị anh làm cho trang nghiêm lên. Thẩm đại không rõ vì sao tim lại đập rất nhanh, cờ luôn cảm thấy đối phương đang muốn nói gì đó. Anh có chuyện muốn nói cho em biết, lúc trước không tiện nói qua điện thoại. Đây là muốn giải thích sao? Thẩm đại nghĩ. Thật ra, Thích Thời An cũng áy náy mở miệng. Sự kiện Mentalon lần này, anh cũng là một trong những chủ lực làm việc ở phía sau. Thẩm đại sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Thích Thời An nói gì, cậu hoang mang cần xin sự giúp đỡ từ Thích Thời An. Còn cảm ơn tới cảm ơn đi, không ngờ Thích Thời An là một trong những đao phủ ức hiếp sâu xé cậu. Thấy cậu thật lâu không nói lời nào, Thích Thời An hỏi. Ghét anh hả? Không, có hơi hỗn loạn thôi. Em lỗ bao nhiêu? 10 mấy vạn. Thẩm đại phản ứng rất nhanh, trả lời xong liền nhanh chóng hỏi. Anh lời được bao nhiêu? Thích Thời An nói quanh co. 40 triệu. 40 triệu. Trong lòng Thẩm đại nháy mắt liền mất thăng bằng. Cậu không muốn tăng ca nữa, một tháng tới cũng không có ý định cố gắng làm việc. Cậu có hơi choáng đầu, quay người đi ra ngoài, đồng thời nói luôn một chuỗi dài nhất từ lúc cậu vào Minh An làm việc. Em không ở bộ phận tư vấn nữa, em cũng tới bàn giao dịch, ngày mai em liền tới bộ phận đầu tư ngắn hạn tìm Tiểu Vương bái sư. Dựa vào cái gì em tổn thất 10 mấy vạn đã đau gan, các anh thì lại câu được 40 triệu, kiếm tiền như vậy để làm gì, lót sàn nhà hả? Em cũng không mời khách nữa, em buộc chặt lưng quần để tích cóp 40 triệu. Đừng kéo em. Thẩm đại bị Thích Thời An nắm lấy cánh tay, sau khi giãy giụa hai lần cậu mới nhận ra mình nói quá nhiều, vừa xấu hổ vừa mất mặt trừng mắt nói, em về nhà ngủ đây, hủy tăng ca. Thích Thời An rất thiếu đòn. 40 triệu tiêu rất nhanh, anh mua chiếc xe thể thao xong cũng chỉ còn lại một nửa, không cần dùng lót sàn nhà. Thẩm đại tức giận tới mức đầu óc không bình tĩnh, nhưng lại không nghĩ ra cái gì để cãi lại. Không phải lượng từ ngữ của cậu không đủ phong phú, mà cậu thực sự không biết ứng phó loại hành vi vô lại này như thế nào. Đã gần rạng sáng, cả tòa nhà ngoài trừ bảo vệ có trách nhiệm tuần tra ở bên ngoài, chỉ còn có hai người bọn họ, một trước một sau đi ra khỏi thang máy. Thích Thời An đi ở phía sau, nói chuyện gì cũng đều có thể nghe thấy tiếng vọng lại. Mãi tới lúc ra khỏi tòa nhà, Thích Thời An mắt thấy Thẩm đại muốn đi, lên tiếng hỏi. Thẳng thắn được khoan hồng, anh đã chủ động thẳng thắn rồi. Em tha thứ cho anh một lần đi. Hơn nữa người không biết không có tội, trước đó anh cũng không biết là em mua, đừng giận được không? Thẩm đại trước giờ cũng không phải là người nóng này, trái lại sự nóng này của cậu khi còn bé đã được cuộc sống mài giũa rất nhiều. Lúc này gió đêm đầu hạ thổi qua, cơn giận của cậu cũng tiêu tan chẳng còn mấy phần. Vậy anh có chuyện gì khác muốn thẳng thắn không? Cậu quay người hỏi ngược lại, cách đối phương vài bước. Cuối cùng em ấy cũng không nhìn được nữa, trong lòng Thích Thời An thầm vui vẻ, nhưng trên mặt không có chút rung động nào. Người nhận điện thoại là em gái của Du Chiết, cũng là bản thân của anh. Cô ấy cho rằng người gọi tới là Trương Dĩ Minh nên mới cố ý nói như vậy. Người yêu mới cần giải thích loại hiểu lầm này, nhưng bọn họ cũng không phải là người yêu. Nhưng Thẩm đại ý nghĩ rất đơn thuần, nếu đã định chung sống thật tốt, chắc cũng sẽ có tỷ lệ phát triển, phải ít nhất cũng phải chân thành với nhau. Lại một cơn gió thổi qua, một cơn ma men đi ra khỏi quán bar Tokyo bên cạnh. Còn ma men kia tuổi không lớn lắm, có hơi lung lay đứng ở cửa đợi người. Rất nhanh có một chiếc xe dừng lại, cười đón hắn chạy lại nắm tay hắn nói, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi. Sao lại quen thuộc như vậy? Có dây đàn ba đứt mắt. Thích Thời An bị hồi ức bao phủ, nhanh chân rút gọn một nửa khoảng cách với Thẩm đa ý. Vùng trên lông mày của anh mãnh liệt tạo lên một luồng cảm giác nguy hiểm, còn người còn đen hơn cả bóng đêm. Thẩm đa ý có hơi sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Anh sao vậy? Chỉ nghe Thích Thời An trừng mắt nghiến răng nói, bạn trai nhỏ của em đâu, đã cắt đứt sạch sẽ chưa? Thẩm đa ý cảm thấy mê man, bạn trai nhỏ của cậu. Trên bàn sắp xếp lộ trình viết rất rõ ràng, thứ bảy làm cả ngày ở nhà hàng. Nhà hàng mà cậu làm công là ở khách sạn Quốc Tân, là khách sạn 5 sao rất nổi tiếng trong thành phố.
Mặc dù nhân khí không bằng các khách sạn thế hệ mới, nhưng các hạng mục yêu cầu vẫn rất cao. Thẩm đã ý tới rất sớm, sau khi thay đồng phục xong thì phục vụ khách ở khu vực mà mình phụ trách. Từ sau khi cậu bị bại lộ dấu vết ở quán bar, Thích Thời An đã nắm rõ tình hình của cậu, cho nên lúc cậu nhìn thấy Thích Thời An đi vào từ cửa chính của nhà hàng thì chẳng ngạc nhiên chút nào. Nhưng cậu có hơi bất ngờ là Lô Khả Đồng cũng tới đây ăn cơm. Cậu có một người bạn thân cùng nhau lớn lên, tên là Phí Nguyên. Bà Phí Nguyên và bà cậu vừa là chiến hữu vừa là đồng nghiệp. Cậu và ông nội đang ở trong sân nhỏ của nhà Phí Nguyên, mà Lô Khả Đồng đang cùng Phí Nguyên yêu sớm, còn yêu tới vô cùng hăng hái, cả nhà hụt hạc giống như tận dòng sông ly biệt vậy. Ở đây muốn gọi món. Thích Thời An bắt đầu kiếm chuyện, Thẩm đã ý đành phải cầm menu đi qua. Cậu từ phần mình mà giới thiệu mấy món ăn, ánh mắt rủ xuống không thèm nhìn đối phương, nhưng dư quang có thể thoáng thấy Lô Khả Đồng ở bàn bên cạnh nhanh chóng với đầu qua. Tôi muốn thịt sông khói, ướp bạch hạt, bông cải hấp phô mai, cơm rang đùi gà, ớt xanh dồn thịt, bít tết nhiệt độ thấp, bánh ngọt Madeleine, kèm dầu lâm râm. Thích Thời An gọi một loạt, gọi xong còn xem lại có cần bổ sung gì không, kết quả menu đã bị lấy đi. Thẩm đại ý nói, quá nhiều rồi. Cậu đi làm có lúc mang cơm theo, có lúc thì gặm hai cái bánh bao. May mà đây là cơm tay, nếu không chắc người này sẽ gọi mán hán toàn tịch luôn mất. Thích Thời An thừa dịp đối phương còn chưa kịp đi hỏi, lát nữa than tầm, cậu có rảnh không? Thẩm đã ý đáp, không. Thật không, một chút thời gian được rồi, chúng ta nói chuyện một chút. Giọng điệu Thích Thời An cũng vô cùng ôn nhu, Thẩm đã ý vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không có. Cậu không nói lên lời, tính cách người này giống như đã hoàn toàn thay đổi, lại còn giả vờ vừa lịch sự nho nhã nữa chứ. Cứng rắn không được nên sợ thử dùng lạt mềm buộc chặt sao. Thẩm đại ý không quan tâm nhiều như vậy, cậu chỉ trực tiếp tiếp tục tâm tư làm việc của mình thôi. Sau đó điều làm cậu không ngờ tới là sau khi tan tầm bị chặn ở đại sảnh tầng 1 của khách sạn Quốc Tân, Thích Thời An mà theo khuôn mặt tươi cười nhưng ngang ngược chặn đường đi của cậu nói, tôi đang đợi cậu. Thẩm đại ý còn chưa nghĩ ra cách ứng phó như thế nào, bèn nhìn thấy Lộ Khả Đồng đứng cách đó không xa, cậu lập tức đi tới trước mặt đối phương chuẩn bị rời khỏi cùng Lộ Khả Đồng. Khi còn bé mẹ của cậu đã dạy, tan học về nhà phải đi cùng với bạn học như vậy mới an toàn. Ai ngờ Thích Thời An lại lần nữa tiến lên chặn đường. Đây là bạn của cậu sao? Thẩm đã ý nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lớn mặt nắm tay Lộ Khả Đồng. Anh nói xem, không biết là mồ hôi của cậu hay là mồ hôi của Lộ Khả Đồng, lòng bàn tay của hai người dán vào nhau ướt nhẹp. Cậu quay đầu cười với Lô Khả Đồng, chúng ta đi thôi. Hai người rời khỏi cả ốc Đại Tân. Thích Thời An không đổi theo nữa, Lô Khả Đồng cũng vì vậy mà giả làm bạn trai của Thẩm Đa Ý một lần. Chính là một câu chuyện xưa như vậy, nhưng Thẩm Đa Ý về tới nhà mới nhớ lại, bởi vì cậu thực sự không để chuyện này trong lòng, dù sao cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi mà thôi. Lúc chia tay ở phố trung tâm, Thích Thời An lái xe như bay, chỉ để lại một đuôi khói màu trắng, người không biết còn cho rằng anh đang phát cáu. Thích Thời An chưa tới nỗi phát cáu, chỉ là đột nhiên nhớ lại có chút ngũ oanh lôi đình, phải chịu sự đả kích vô cùng lớn mà thôi. Thật ra khi trông thấy vẻ mặt mê man và sững sờ của Thẩm Đa Ý, anh liền biết cái gọi là bạn trai căn bản không phải là thật, hoặc là từ lâu đã trở thành quá khứ. Nhưng anh muốn nghe xem Thẩm Đại Ý sẽ giải thích như thế nào, liệu có chỗ dành cho anh mấy câu không nhỉ? Anh thừa nhận trọng điểm chính là muốn được dỗ dành mấy câu. Thẩm Đại Ý đang dựa vào khung cửa, đồng thời còn cầm điện thoại. 1 giờ sáng đã quá muộn, cậu quyết định gửi tin nhắn. Gần đây có bận không? Ngày mai nghỉ tới nhà mình chơi nhé. Ai ngờ đối phương còn chưa ngủ lập tức trả lời. Vậy thì mình muốn ăn mì súp cà chua cậu nấu nha. Thẩm đại ý cũng đang nói chuyện với thực đơn ngày mai với bạn trai nhỏ. Thích Thời An thì đang lăn qua lộn lại đợi một cú điện thoại giải thích. Cuối cùng thật sự không thể nhìn được nữa, liền chủ động gọi qua. Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu gò má Thẩm đại ý và màn hình điện thoại đang sáng lên. Đầu ngón tay cậu nhấn nhận cuộc gọi. Thẩm đại ý đặt điện thoại bên tai. Bên trong im lặng không hề có một chút âm thanh nào. Suy nghĩ một chút liền biết đối phương đang đợi cậu mở miệng trước. Cậu ngửa mặt ngắm cảnh đêm bên ngoài,
toàn thân thả lỏng, giọng nói cũng mềm mại vô lực. Thích tiên sinh, đã chơi thế này rồi mà còn chưa ngủ. Thích Thời An vẫn không lên tiếng, Thẩm Đại Ý lại nói tiếp một câu, nhưng ngày mai là chủ nhật, có thể ngủ thêm một chút. Thích Thời An giống như chết rồi, Thẩm Đại Ý vẫn rất kiên nhẫn. Thế kỷ 21 rồi, ai chưa từng có bạn trai chứ? Tiếng hít thở của Thích Thời An trở nên nặng nề, chắc cuối cùng cũng phát cáu rồi. Nhưng mà em không có. Thẩm Đại Ý giao xong lại băng bó cho người ta, nhẹ nhàng nói, lần đó là giả vờ, em không có. Thời gian tích tắc trôi qua, Thích Thời An trầm giọng nói, em sẽ có, hơn nữa, còn rất đẹp trai. Thẩm Đại Ý lập tức cúp điện thoại, cậu vẫn còn non, da mặt không thể so sánh với ai kia. Rất đẹp trai, rất đẹp trai có ích lợi gì chứ? Đừng khiến cậu mới mấy ngày đã lỗ mười mấy vạn còn thực tế hơn. Một người thỏa mãn nhắm chặt mắt, một người lại thẹn quá hóa thành dần che chắn mỏng. Từ lúc Thẩm Đại Ý đổi công việc tới nay luôn rất bận, không thường xuyên liên lạc với những người bạn khác, nhưng giữa bạn tốt với nhau giống như có từ trường, cho dù rất lâu không gặp, gặp nhau liền có thể vừa mở miệng là bắt đầu tranh luận. Sáng sớm chủ nhật, khu nhà trọ thường ngày an tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt nhờ sức mạnh của lầu Kha Đồng. Phòng bếp không rộng lắm, toàn âm thanh của nồi chiên xoong chảo. Thẩm Đại Ý buộc cái tạm xề buồn đôn kia, bóc vỏ cà chua, nhận tiền đối phương bình luận chuyển quốc gia đại sự. Tiểu khu của các cậu thật xa hoa nha, vừa mới tới thấy đã một cái hồ lớn như vậy, nhưng mình vừa nghĩ diện tích của công quán cũng rất lớn, trong lòng liền cân bằng rồi. Phí Nguyên đi công tác rồi, nếu không hai tụi mình sẽ cùng tới, nhưng mà tối hôm qua mình có suy nghĩ một hồi, hình như cậu căn bản không mời ảnh, chắc chỉ đơn thuần là nhớ mình thôi nhỉ. Lát nữa sẽ không phải chỉ có mì súp chứ, âm nổi đâu. Hình như vừa mở miệng, Lô Kha Đồng trên môi đụng môi dưới là có thể nhạt ra 2000 chữ. Trong lúc đó Thẩm Đại Ý đã bóc xong vỏ cà chua nói, cậu chỉ nhìn thấy cái hồ rất lớn mà không nhìn thấy ông nội đang ngồi câu cá bên hồ hả? Lô Kha Đồng cắt một nửa, ăn sống. Xung quanh bờ hồ đều là mấy ông cụ ngồi câu cá, nếu có mười mấy anh chàng đẹp trai lướt qua trước mặt cậu, cậu có thể lập tức tìm ra người nào là mình không? Có thể, người nào đang tía lìa thì chính là cậu. Thẩm Đại Ý ngẩng mặt, cắt hành, vừa cắt vừa vui vẻ. Hôm qua chào chế vậy rồi, cậu mới ngủ. Mình bận nha, tăng ca. Lầu Khả Đồng làm việc ở cục lâm viên, thường xuyên thức đêm đẩy nhanh tiến độ. Cậu lấy điện thoại ra cho Thẩm Đại Ý xem tranh ảnh. Công trình mới, đồng bộ với hệ thống cấp nước trong thành phố. Cậu nhìn thử xem bản thiết kế của mình như thế nào. Thẩm Đại Ý cũng khen ngợi, đẹp lắm, lúc nào thì sửa xong. Lô Khe Đồng có chút nhụt chí, sớm thôi còn phải thường xuyên quan sát thực địa hiện trường, quan sát thực địa xong thì tăng ca thiết kế xong còn có thể bị thay đổi lung tung. Đúng rồi, công việc mới của cậu thế nào, tìm cậu chơi cổ phiếu có kiếm lời không? Thẩm Đại Ý lắc đầu liên tục, đừng, mình mới lỗ mười mấy vạn đây. Gì cơ? Lô Khe Đồng sợ ngây người, không có phiêu lưu quá rồi đó. Mình vốn tích cóp được một khoản tiền, còn đang do dự xem có nên đầu tư hay không đây, hay là bỏ đi. Hai người nói chuyện lần qua lần lại cũng nấu được một bữa cơm. Thẩm Đại Ý là đầu bếp chính hiệu, Lô Khả Đồng làm trợ thủ còn vừa vưng lên bàn đúng lúc mở cửa ra. Ông Thẩm đứng rửa cơm, Lô Khả Đồng chạy tới xách thùng nhỏ, lấy làm tiếc nói, ông nội, ông về xuống chút nữa là có thể hấp cá ăn rồi. Thẩm Đại Ý nói, buổi tối hấp, còn ăn hai bữa rồi đi. Ba người vây quanh bàn ăn cơm, ông Thẩm nhắc tới mấy tin tức của nhà khác vừa trao đổi. Còn nhà ai tháng sau kết hôn, nhà ai lại có đứa con thứ hai. Thẩm Đại Ý im lặng không nói, lặng lẽ hút mì sợi, nhưng ở dưới bàn nhẹ đá chân Lầu Kha Đồng một cú. Lầu Kha Đồng giật mình một chút liền hiểu chân thành nói, ông nội, có phải lúc họ nói mấy cái này ông đều cảm thấy không có lời nào để nói không? Thẩm, ông Thẩm nói thẳng suy nghĩ của mình. Hết cách thôi, đấy là chưa kết hôn, còn đầu lòng cũng chả có bóng dáng, nên ông chỉ có thể nghe người ta khoe khoang. Lô Khe Đồng không vui. Phần lớn mọi người sẽ kết hôn, nhưng phần lớn mọi người có một lương 100 vạn không? Chính sách cho phép muốn hai con là có thể sinh, nhưng muốn lương 100 vạn là có thể kiếm được sao? Thẩm đã ý nhẹ nhàng nheo mắt với Lô Khe Đồng rất xuất sắc. Ông Thẩm không dễ bị dụ. Còn đừng đứng nói chuyện thì không thấy đau lưng. Ý là con có người yêu im miệng.
Lúc trước cùng ở một cái sân, Phí Nguyên vì ở bên lộ Kha Đồng mà suýt chút nữa bị đánh gần chết, cho nên ông Thẩm cũng biết, lời này vừa nói ra lộ Kha Đồng lập tức yếu xìu, lông mày lúng túng bừng chén canh lên húp, Thẩm đã ý càng yếu xìu hơn, cuối cùng cũng hiểu gừng càng già càng cay, cậu dứt khoát từ bỏ cuộc kháng chiến. Cơm nước xong rồi, ông Thẩm về phòng ngủ trưa, hai bạn nhỏ cũng về phòng ngủ nghỉ ngơi, ăn no dễ mệt. Thẩm đại ý dựa vào đầu giường xem giá cả thị trường chứng khoán giảm kinh. Chỉ này giá thấp quá, giảm sức ép lên đường vẫn không phá vỡ được. Chỉ này thì bình thường sau khi thị trường đóng cửa thì đầu tư ngắn hạn thôi. Còn chỉ này thì khỏi nói, biểu tượng rõ những nhược điểm của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lộ Kha Đồng nằm bên cạnh. Thường nói nữa, mình một câu nghe cũng không hiểu, nói chuyện khác đi. Thẩm đại ý ngáp một cái, nói chuyện gì? Nói về chuyện tình cảm nha, để mình kể cho cậu nghe chuyện mình đi đánh tiểu tam. Hai mắt Lộ Kha Đồng lấp lánh, nếp sống xã hội quá tệ, bất kể là cong hay là thẳng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy người bạn đần độn hại mình phải nằm vùng để bạo lực. Hai, đi làm đã mệt rồi còn phải vì yêu mà phạm tội nữa. Thẩm đại ý đáp chăn cho Lộ Kha Đồng, vất vả cho cậu rồi, xem ra độc thân có cái tốt của độc thân. Lộ Kha Đồng vung tay lên. Tôi cái gì mà tốt hả? Cậu có thể trải nghiệm niềm vui của việc phạm tội không? Cậu có thể cảm nhận được sự kích thích sau khi trốn cả ngày rồi mở cửa xông tới chỗ người yêu không? Cậu có thể nhận được thể tích điểm khúc bồ cho rạp chiếu phim không hả? Thẩm đại cũng kinh hãi, sao hai người để đắc ý vậy, còn làm thể tích điểm nữa? Phim mới được giảm 5%, còn tăng thêm bỏng ngô nữa đó. Các tế bào toàn thân của Lô Khá Đồng đang khoe khoang. Trong phần khoe khoang còn trộn lẫn có một phần tận tình khuyên nhủ. Ông nội đều gấp thành cái dạng gì rồi, cậu đừng có thờ ơ như vậy nữa được không? Thẩm đại ý không tiếp lời, mắt thấy trọng tâm câu chuyện sắp bị cắt đứt. Lộ Khả Đồng liền cố gắng cứu vớt, dần sát hỏi. Cậu có gặp lại người cậu thích không? Sẽ không phải luôn không có chứ? Mắt thẩm đại ý cũng dần dật. Cái gì gọi là gặp lại? Lúc trước tớ... Lộ Kha Đồng nói, trước đây cậu thích Phí Nguyên nha, quên rồi hả? Mặc dù thời gian đã rất lâu rồi, mình chỉ chợt nhớ lại thôi. Thẩm đại ý đột nhiên ngồi dậy, cậu có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng cậu chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ thật tốt đã bị dứt đoạn. Lộ Kha Đồng lăn lông lốc trên gối, không phải cậu từng xấu một tấm hình của ánh sao, cái tấm hình cạnh biển đó. Thẩm đại ý vội la lên, mình đã sớm trả lại cậu rồi. Mình biết mà. Cậu nói nếu còn giữ tấm hình đó thì cậu sẽ cảm thấy không thể làm bản thân của mình, chứng tỏ so với Phí Nguyên thật ra cậu quan tâm tới mình hơn. Não của Lộ Kha Đồng cũng giống y như người vậy, cứ tới khúc cong là tự động chuyển hướng. Nhưng mà vừa nãy cậu giận hả? Thẩm đại ý giống như là lão tăng đang ngồi thiền, ngồi ở bên giường sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn. Cậu không giận, cậu chỉ rất sốt ruột. Nóng lòng muốn làm sáng tỏ thứ tình cảm mơ hồ của mình dành cho cậu bạn lúc còn trẻ. Ngày xảy ra vụ nổ lớn, cậu vốn ở nhà làm bài tập, nhưng Phí Nguyên cứ lôi kéo cậu ra đường chơi. Cậu cũng nhờ vậy mà tránh thoát một kiếp. Sau đó cậu và ông nội vào sống trong sân nhà Phí Nguyên. Bà mẹ Phí Nguyên lại giống như ba mẹ cậu. Sự chăm sóc của Phí Nguyên là nguồn cảm giác an toàn duy nhất vào thời điểm đó. Khi còn trẻ, cậu từng xem phần tình cảm một chiều này là mối tình đầu mơ hồ của bản thân mình. Từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói nửa lời với Phí Nguyên. Sau đó Phí Nguyên và Lô Kha Đồng bên nhau, cậu chậm chậm suy nghĩ rất nhiều. So với nói là thích, vén mây mù ra càng giống như ỷ lại hơn. Lúc đó cậu cũng từng nói là thích sao, cậu cũng chẳng biết. Sau nhiều năm, cậu và Lô Kha Đồng đã sớm trở thành bản thân. Là anh em tốt bình thường tới mức không thể bình thường hơn với Phí Nguyên. Cái này lúc chỉ còn hai người nói chuyện, bọn họ đã sớm nói rõ với nhau. Nhưng lúc này vén lên, thẩm đại ý không thể vạch trần nó. Thích Thời An giải thích cho cậu về quan hệ với Du Tư, cũng là bạn bè từ nhỏ tới lớn, cậu nhất định cũng phải thẳng thắn với anh ấy. Chuyện liên quan tới tình cảm đều rất khó phân chia lớn bé. Bé thì có thể mỉm cười cho qua, lớn thì có thể làm nổ cả một quả bom. Công việc của thẩm đại vốn dĩ phải thường đo lường nguy hiểm tiềm ẩn, cho nên cậu muốn sớm loại bỏ tai họa ngầm. Sau lưng đã vang lên tiếng nói của Lộ Kha Đồng. Thẩm đại đáp kín chăn cho đối phương, sau đó đứng dậy đi tới phòng. Cậu yên lặng sắp xếp ngôn ngữ, chuẩn bị chủ động nói những thứ này cho Thích Thời An nghe. Kết quả điện thoại rung lên,
Thích Thời An gọi qua đây trước. Cậu hơi hồi hộp nhấn nghe máy. Không ngờ Thích Thời An lại hỏi. Là anh, em có thể dạy kèm cho em trai anh được không?